Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an Hà Nội, Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc công ty Bầu Trời Xanh, cùng có chung lời khai về kế hoạch chạy án và những lần thông qua Tuấn chuyển cho Hoàng Văn Hưng hơn 2,2 triệu USD. Ngược lại, Hoàng Văn Hưng cho rằng lời khai của những người trên là sai sự thật, có sự bàn bạc, thông đồng trước với nhau. Đồng thời Hưng còn cho rằng trong mọi tình huống phải đảm bảo nguyên tắc, trọng chứng hơn trọng cung, không được dùng lời khai, đặc biệt là lời khai đổ tội, làm chứng cứ kết tội, không được buộc tội bằng nhận định mà không có chứng cứ. Điều tra viên, kiểm sát viên phải vận dụng triệt để nguyên tắc suy đoán vô tội, khi không đủ căn cứ và kết luận không có tội một cách nhanh nhất để không gây ra hậu quả nặng nề. Hoàng Văn Hưng nói và cho rằng đây là quan điểm về chống oan sai của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Hoàng Văn Hưng đặt vấn đề, nếu cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát tuân thủ theo quan điểm trên, liệu hôm nay bị cáo có phải đứng đây không? Nếu cứ như vậy thì việc chống oan sai có được thực hiện hay không? Theo bị cáo Hưng, ông Tuấn bị cáo buộc nhận 2,65 triệu USD, khoảng 61 tỷ đồng từ Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc công ty Bầu Trời Xanh. Ông Tuấn sau đó bị cáo buộc đưa cho Hưng 2,25 triệu USD. Tuy nhiên, theo Viện Kiểm sát, chỉ có đủ cơ sở xác định Hưng nhận 2 lần tổng cộng 800.000 USD, 18 tỷ đồng. Bị cáo Hưng cho rằng những cáo buộc trên có nhiều mâu thuẫn mà Viện Kiểm sát chưa làm rõ. Viện Kiểm sát kết luận, anh Tuấn đưa cho bị cáo 18 tỷ đồng, vậy thì còn số tiền 43 tỷ đồng đã đi về đâu? Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát có thể cáo buộc hoàn toàn đúng nhưng phải đưa ra chứng cứ. Tôi đề nghị Viện Kiểm sát phải đối đáp để làm rõ số tiền 43 tỷ đồng này, liệu có phải anh Tuấn cũng lừa đảo không? Hưng nói. Đi vào phân tích sự mâu thuẫn trong lời khai của Hoàng Văn Hưng ở các thời điểm khác nhau, Viện Kiểm sát dẫn chứng. Cựu điều tra viên bị bắt ngày 11 tháng 1 năm 2023. Thời điểm đó, bị cáo không thừa nhận hành vi, khai không nhận bất cứ tài liệu và lợi ích vật chất gì từ Hằng, Tuấn, kiểm sát viên cho biết. Hơn 2 tháng sau, ngày 24 tháng 3, cơ quan an ninh điều tra thông báo cho biết Hoàng Văn Hưng biết đã thu được clip do camera quay lại việc bị cáo nhận vali tiền từ Tuấn. Lúc này, Hưng mới thừa nhận đã nhận từ Tuấn một chiếc vali. Tuy nhiên, Hoàng Văn Hưng phủ nhận bên trong vali có tiền mà chỉ là 4 chai rượu vang. Ngoài chiếc vali, theo Viện Kiểm sát, Hoàng Văn Hưng còn có những lời khai khác nhau về việc hướng dẫn Hằng khai để giúp Sơn thoát tội. Khi bị bắt, Hưng phủ nhận điều này. Tuy nhiên, đến ngày 26 tháng 3 năm 2023, tại buổi đối chất với Tuấn, cựu điều tra viên Hưng mới thừa nhận đã nhận bản tự khai của Hằng tại nhà cựu phó giám đốc Công an Hà Nội rồi đem về nhà. Từ chứng cứ trên có thể đánh giá được sự không trung thực, tráo trợ của bị cáo Hưng. Lời của vị viện kiểm sát viên khi trình bày quan điểm đối đáp. Kiểm sát viên đánh giá lời khai của Tuấn, Hằng, Sơn phù hợp với diễn biến hành vi phạm tội của các bị cáo, diễn biến kết quả điều tra vụ chuyến bay giải cứu, phù hợp với kết quả thực nghiệm điều tra và lịch sử cuộc gọi liên quan đến những lần giao nhận tiền chạy án. Theo đại diện kiểm sát viên, tài liệu điều tra thể hiện lời khai của Tuấn, Sơn, Hằng phù hợp với nhau, cùng xác nhận việc Hưng yêu cầu đưa số tiền này vì lần trước mới chỉ đưa một nửa. Hằng đã đưa số tiền này thông qua Tuấn để chuyển cho Hoàng Văn Hưng. Viện Kiểm sát còn phân tích thêm lời khai của Sơn và Hằng phù hợp với lời khai của bà Phạm Thị Như Quỳnh, vợ Sơn, về việc đưa 200.000 USD cho Hằng, phù hợp với sổ sách kế toán công ty Bầu Trời Xanh, thể hiện nhân viên kế toán đã rút 940 triệu đồng đưa cho Hằng, sau đó đã đổi số tiền này ra USD để đưa cho Tuấn. Tài liệu điều tra cũng thể hiện có tờ giấy Hằng ghi lại chi tiết ngày tháng, số tiền của 13 lần Hằng chuẩn bị và đưa cho ông Tuấn lần đầu 250.000 USD và lần sau 200.000 USD. Lời khai của Nguyễn Anh Tuấn phù hợp với kết quả thực nghiệm điều tra, phù hợp với lời khai của lái xe về thời gian, địa điểm, diễn biến, việc đưa cặp tiền cho Hưng, phù hợp với lịch sử cuộc gọi giữa Tuấn và Hưng, phù hợp với dữ liệu camera ghi nhận việc lái xe đưa cặp tiền cho Hưng. Vị kiểm sát viên lập luận.
Khi đưa ra quan điểm đối đáp liên quan chiếc vali được cho là đựng 450.000 USD, viện kiểm sát công khai clip quay lại toàn bộ diễn biến buổi sáng khi ông Hưng nhận chiếc cặp. Trong video được trình chiếu, Hoàng Văn Hưng mặc áo vest đen, đeo cà vạt vàng, đi ra từ trụ sở Cục An ninh Điều tra trên phố Trần Bình Trọng sang bên đối diện đường trước cổng Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Tại đây, ông Hưng gặp lái xe của ông Tấn để nhận cặp màu đen. Nhận xong, Hưng đứng bên cạnh ô tô gọi điện thoại, trùng khớp với lời khai của ông Tuấn. Sau đó Hưng xách chiếc cặp, đi bộ ra ô tô của mình đã đổ trước đó, lên xe trong hơn 7 phút mới lái xe rời đi. Hưng khi quay trở lại cơ quan, tay không xách cặp, kiểm sát viên phân tích hình ảnh trong khi trình chiếu clip. Khi trình chiếu, clip được tạm dừng ở hình ảnh chiếc cặp và kiểm sát viên nói đây là chiếc cặp mà ông Tuấn khai là đựng tiền, còn Hưng lại bảo là 4 chai rượu vang. Viện kiểm sát cũng đưa ra dữ liệu điện tử trích xuất từ điện thoại của các bị cáo, cho thấy trước ngày nhận tiền, ông Hưng và ông Tuấn có 8 cuộc liên lạc. Buổi sáng hôm giao nhận chiếc cặp, giữa ông Hưng và ông Tuấn phát sinh 7 cuộc gọi. Theo viện kiểm sát, dữ liệu này phù hợp với lời khai của ông Tuấn và xác nhận của chính ông Hưng về việc đã nhận được cặp da. Nếu Tuấn chỉ tặng 4 chai rượu vang thì không cần thiết phải gọi cho nhau 15 lần liên tục từ hôm trước đến hôm sau, viện kiểm sát nên lập luận. Viện kiểm sát cho rằng, từ những tài liệu đã thu thập được trong quá trình điều tra và được thẩm vấn công khai tại phiên tòa cùng những lập luận nêu trên, đủ căn cứ khẳng định Hoàng Văn Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 800.000 USD. Trong vụ án chuyến bay giải cứu, phần bào chữa của cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng đã gây chú ý dư luận khi liên tục kêu oan và cho rằng cơ quan tố tụng đã bỏ qua nhiều khâu quan trọng nhằm ép bị cáo Hưng nhận tội. Tuy nhiên, phản bác lại ý kiến bào chữa của bị cáo Hoàng Văn Hưng, nguyên trưởng phòng 5 Cơ quan An ninh Điều tra, cựu điều tra viên chính vụ án chuyến bay giải cứu. Sáng 21 tháng 7, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định việc truy tố bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã trình chiếu tài liệu chứng cứ liên quan vụ án, trong đó có clip ghi lại hình ảnh cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng nhận cặp số do lái xe của ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội mang đến cổng trụ sở Cơ quan An ninh Điều tra. Đại diện Viện Kiểm sát đã thuyết trình các chi tiết hành động của bị cáo Hoàng Văn Hưng được thể hiện trong clip. Từ khi gặp một số người quen ở trụ sở đến việc nhận chiếc cặp số mà ông Hưng nói rằng bên trong chứa 4 chai rượu vang, còn ông Tuấn thì khai là 450.000 đô la Mỹ. Viện kiểm sát phân tích, Hưng lên xe trong thời gian hơn 7 phút, sau đó lái xe rời đi và Hưng quay trở lại cơ quan. Tuấn thông qua lái xe chuyển cho Hưng, Tuấn và Hằng khai phù hợp, cùng xác nhận do Hưng yêu cầu nên chuyển tiền. Như vậy, số tiền 450.000 đô la Mỹ là có trong chiếc cặp. Việc khởi tố Hoàng Văn Hưng với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 800.000 đô la Mỹ được đánh giá trên toàn bộ hệ thống chứng cứ, từ việc bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu thiếu tướng, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đưa tiền cho Hưng, chỉ có hai người biết. Cơ quan điều tra đã áp dụng nhiều biện pháp điều tra, qua đó tổng hợp các hành vi khách quan của bị cáo Hưng để xác định ý thức chủ quan của bị cáo. Theo Viện Kiểm sát, trong quá trình điều tra truy tố, Hưng luôn có ý kiến bị cơ quan điều tra, viện kiểm sát áp đặt suy diễn, sử dụng chứng cứ một chiều. Song viện kiểm sát cho rằng phía cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện hết sức thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm tính khách quan, đúng với quy định pháp luật. Bởi việc này không chỉ ảnh hưởng đến quyền công dân của Hưng mà ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an và dư luận nói chung. Liên quan đến nội dung bị cáo Hoàng Văn Hưng cho rằng cơ quan điều tra khởi tố mang tính định kiến, nóng hổi, tùy tiện, liều lĩnh, xem nhẹ sinh mạng chính trị người khác, coi thường bộ luật tố tụng hình sự, tư tưởng bắt nhốt là sẽ ra tội. Mặc dù cùng cơ quan nhưng không được giải trình trước khi bị khởi tố, sau khi khởi tố hơn 2 tháng không có hoạt động hỏi cung. Đại diện Viện Kiểm sát đã phản bác trước khi khởi tố, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát đã phối hợp ghi lời khai bị cáo vào các ngày 5 tháng 1 và 6 tháng 1 năm 2023, để bị cáo có cơ hội trình bày. Tuy nhiên, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi bị khởi tố bắt tạm giam, từ ngày 11 tháng 2 năm 2023, điều tra viên liên tục hỏi cung bị can 8 lần, tiến hành đối chất 2 lần vào các ngày 26 và 27 tháng 3 năm 2023. Khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, Hưng có ý kiến không lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luôn kêu oan, đồng thời có ý gán ghép tội danh cho ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội, thêm tội lừa đảo.
Để đảm bảo chặt chẽ trong quá trình ghi lời khai, kiểm sát viên đã tham gia hỏi cung trong 3 ngày liên tiếp, tham gia 2 buổi đối chất. Ngoài ra, trong giai đoạn truy tố, kiểm sát viên đã tiến hành phúc cung. Đối với bị can, những việc làm này được thể hiện rõ trong hồ sơ vụ án. Việc điều tra viên, kiểm sát viên tham gia hỏi cung bị cáo nhiều lần như vậy mà bị cáo còn phủ nhận, dựng chuyện vu khống cho cơ quan điều tra, thì việc bị cáo không thừa nhận đã nhận tiền từ bị cáo Tuấn càng thể hiện sự tráo trở, dối gian của bị cáo. Qua nội dung trên, đại diện viện kiểm sát nhận thấy bị cáo Tuấn và Nguyễn Thị Thanh Hằng nói Hưng tráo trở, dựng chuyện là có lý do. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.